Bấm record, bấm share màn hình. Cả video luôn là thầy. Ôi, là nhiều thế thầy. Ồ 20 bài. ồ, đã bảo chia sẻ vượt quá sự kỳ vọng. Ok, nói lại một chút từ đầu đến cuối để cho có một số bạn học mất mất một buổi do nghỉ rồi vân vân thì các bạn nắm được. Đấy, sau đó thì mình sẽ tiếp nội dung hôm nay, và cũng theo phản hồi của các anh chị và các bạn thấy là thầy giảng cái phần này nó cũng rất là kỹ và rất là hay và rất là chi tiết. Đấy, và mọi người cũng học hỏi được rất nhiều, thì cái đấy là cái mà mình rất là vui. Vì thực sự là những cái kiến thức của mình đi làm bao nhiêu năm ấy, mình đúc kết, mình chia sẻ lại thì mọi người nhận thấy giá trị, mọi người áp dụng được, nó tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho mọi người rất là nhiều. Thì để mình lập một cái bản kế hoạch kinh doanh hoặc là marketing hoặc là bán hàng đấy, thì chúng ta sẽ cần lưu ý cái quy trình của nó, các bước cơ bản như sau. Thứ nhất là từ ý tưởng cho đến mục tiêu, phân tích các chỉ số, lập kế hoạch và tiến hành thực thi đấy. Thế thì mỗi một cái mục nó đều có những cái việc quan trọng cả. Ví dụ như mình sẽ phân tích trên cái cơ sở của cái kế hoạch dự kiến của anh Thăng. Anh Thăng là một cái nhà bán buôn, một cái nhà bán buôn phân phối các sản phẩm thực phẩm liên quan đến các cái loại hải sản, rồi thì thực phẩm sạch. Thế thì mảng bán buôn của anh ấy cũng rất là ổn, anh ấy ra thêm những cái dòng sản phẩm mới thì anh ấy muốn phát triển thêm. Thế thì đây là cái mục một, ý Không tưởng đúng hiểu không? Đấy, ý tưởng thì bây giờ là gồm những cái sản phẩm gì. Đấy, thì anh Thăng anh cũng đưa cho mình một số cái sản phẩm như là chả mực, hay là như là các cái loại cá, hay là như là một số những cái loại giò, một số những cái loại mà thức ăn chế biến. Và mục tiêu của anh ấy là đi phân phối tiếp và có cái doanh số trước mắt đặt ra khoảng độ 500 một tháng. Thì đấy là cái ý tưởng, đấy là cái ý tưởng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là từ đấy, mình sẽ chi tiết hóa thì cái mức chiết khấu, cái mức giá bán, các chương trình công nợ. Đấy, thì là mình sẽ phân tích ở cái bước ý tưởng, hoặc là mình cũng có thể đưa vào bước mục tiêu cũng được. Sau đó thì mục tiêu thì mình lập ra doanh thu, ví dụ năm thu ở đây là 500 triệu. Cái chi phí, ví dụ như chi phí về marketing, chi phí về nhân sự để bán được 500 triệu thì tương đương với bán bao nhiêu hàng hóa, sẽ cần phải gặp bao nhiêu siêu thị, để tiếp cận bao nhiêu cửa hàng thực phẩm sạch, rồi thì có bán lẻ online không, có lên các hội nhóm không, kiểu kiểu như vậy. Biên độ lợi nhuận của mình là bao nhiêu phần trăm thì từ đó mình mới tính được điểm hòa vốn. Mình mới phải cần chuẩn chuẩn bị số lượng hàng hóa, chuẩn bị các cái điểm điểm bán. Ở đây là mình sẽ đi tiếp xúc, mình đi tư vấn và mình chốt đơn với họ, và cũng phải tính đến các cái bối cảnh dịch dã giờ nó cũng rất là khó khăn. À, thì cái tỷ lệ chốt đơn nó cũng sẽ thấp hơn. À, dịch dã giờ nó cũng khó khăn. À, cũng cũng giới thiệu thêm, ở đây thì Thúy cũng vừa vào. Thúy hôm nay thì cũng ngồi nói chuyện thì anh Thăng này cũng có một số những cái mặt hàng khá là phù hợp với siêu thị của bên Thúy. Thúy có thể kết hợp với anh Thăng, thì anh sẽ cho Thúy số của anh Thăng và ngược lại. Thúy là có hệ thống siêu thị đang đang xây từ những cái đầu tiên anh Thăng ạ. Nó cũng nhỏ thôi, có thể bây giờ anh vào hàng thì nó cũng rất là doanh số nó cũng rất là nhỏ. Doanh số cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà cứ từng từng bước, mới siêu thị mới khai trương được có một tuần. Đấy, siêu thị đấy cũng vị trí cũng khá là đẹp, nhưng mà mới khai trương thì cũng chưa có doanh số, cũng đang cần những cái nhà cung cấp. Tuy nhiên thì các nhà cung cấp thì cũng phải đánh giá thực lực một chút, bởi vì là nó mới mà, nó cũng chưa nói được điều gì, có khi chỉ nhập được một hai vài lần thì người ta cũng lại không được. Nhưng mà nếu mà người ta phát triển mạnh chuỗi 5, 10, 20 siêu thị thì mình đi với người ta từ đầu thì cũng rất là ngon. Hôm nay thì mình giới thiệu cho Thúy một số nhà cung cấp
cái sản phẩm nó tương đồng. Vâng. Đấy. Thì anh Thăng này, anh Thăng có một series các sản phẩm thực phẩm đóng gói dạng sơ chế rồi. Đấy, cũng rất là tốt. Nó, mà anh Thăng này bán cho Bixi được thì có nghĩa là hoàn toàn cho bán cho bên Thí được, ý là rất là rẻ, rất là gốc rễ rồi đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mô hình để đánh giá về cái dự án kinh doanh của ta có khả thi hay không. Đấy, nhiều khi chúng ta cứ mơ tưởng hoặc là chúng ta cũng không nhìn ra được hết những cái khó khăn. Đấy, ví dụ như mở một cái siêu thị như này thì nhà cung cấp đấy, mình chưa có nhà cung cấp cũng là một cái khó khăn. Mình cứ nghĩ là bây giờ mình bán thì đầy thằng nó phải tìm mình để nó chào hàng, thế nhưng mà khổ nỗi là nó cũng đếch tìm, đúng không? Dịch giã này nó cũng đếch tìm luôn. Đấy. Rồi thì muốn là hàng nó phải khác, nó phải ngon lành thì cũng chưa biết tìm ai như nào. Rồi, chẳng hạn như là trong cái siêu thị đấy thì nó có mấy cái giá kệ như vậy, thì cái chiến lược hàng hóa của mình là gì, hay là cái thằng nào chào cái gì thì mình cũng 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 cứ bán. Đấy, tức là mình phải có danh mục sản phẩm mình muốn bán cái gì, bán hoa quả, bán thức ăn chín, bán thức ăn khô, rồi bán cái gì đó, là mình phải có danh mục mà làm sao mà cái hàng hóa nó phải bán chạy. Đấy, thế không là không 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 là không đạt điểm hòa vốn, hoặc là có lãi thì cũng lãi không đáng kể đấy, mà mình cũng phải tiếp cận thêm cái việc bán hàng online thì nó mới tăng được quy mô. Thì có lẽ là cũng vì vội quá nên là đội nhóm cũng chưa 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 làm một cái kế hoạch nó thực sự là tốt, thực sự là bài bản. Bây giờ là đang làm theo kiểu là cháy đâu thì đổ nước vào đấy, thậm chí là kế hoạch như thế nào, bao nhiêu mã hàng, bao nhiêu nhà cung cấp thì cũng chưa có gì. Hôm nay tôi đến nói chuyện thì tôi đang cảm nhận là có vẻ là như thế. Mình chỉ đang ngồi bàn bàn, và cứ mỗi một ngày trôi qua thì nó lại tốn tiền mặt bằng, cộng với việc là cái tâm lý của khách hàng ấy, cộng với việc là cái tâm lý của khách hàng làm nó sẽ khiến cho là ví dụ như vài lần nó ra siêu thị của mình ấy, nó thấy mình bán, mình thấy hàng hóa nó không ok. Đấy, thì sau đó thì nó sẽ có một cái suy nghĩ, có một cái đánh giá là ôi nhà này chả có gì mua đâu. Đấy, và nó đánh giá như thế là mình sẽ chết. Thúy hiểu không em? Đấy. Chứ không phải là đợi đến lúc đến cứ vừa bán vừa 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 chữa cháy đâu. Vì là cái một vài lần, hai ba lần khách người ta ôi nhà này chả có gì, thế là người ta không ra nữa. Đấy, hết sức cẩn thận về chuyện đó. Đấy. Tất nhiên là anh cũng nói luôn là anh không phải là một người mà có quá nhiều kinh nghiệm về 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 bán lẻ dạng siêu thị, nhưng mà kinh nghiệm bán hàng thì nó cũng là một cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực marketing. Nếu mà nói về marketing thì nó bao gồm cả bán hàng, thì anh sẽ cảnh báo một số những cái vấn đề nó có thể xảy ra như vậy. Mà ở ở ngoài Bắc này nhá, nhất là Hà Nội nhá, các anh chị ở đây đều làm kinh doanh biết, như là Tuấn này hay là anh Tài, anh Thăng đều làm biết, mà cứ cái cửa hàng nào ấy, mà cứ mất khách dần ấy, là không lấy lại được khách đâu. Dương dân Hà Nội nó cứ rất kỳ, nó đã khách nó cứ rơi 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 dần, rất là khó lấy lại. Không biết mọi người có đồng ý với cái nhận định đấy của tôi không? Em thấy Một lần đúng rồi một đó. lần mất mất tin, vạn lần mất tin. Ở ngoài Bắc này nó có cái câu các cụ về xưa bảo một lần mất tín vạn lần mất tin. Chung là thị trường Hà Nội là nó khó tính. Đấy, Nhưng thế mà độ thì trung thành nó cao. đấy, anh Thăng là rất nhiều kinh nghiệm đấy. Thúy Thúy nên nên hợp tác với anh ấy nhập hàng, và anh ấy chỉ bảo thêm thật đấy, vì anh Thăng là anh đưa hàng vào siêu thị lớn từ rất lâu rồi mà anh ấy làm Lâu rất là lắm chuẩn. rồi. Tính em thì em đi dạy thì em cứ kết nối được cái gì để em chia sẻ hết, em chẳng có giữ cho ai, bảo bây giờ
Thúy bây giờ nhập qua thầy đúng không? Thầy lại nhập bánh thăng, thầy lấy phần trăm hay gì đấy, tính tính em này, em từ xưa là em không bao giờ thế, có gì là Vâng. giới thiệu hết, toàn đưa thẳng Tính thầy số thôi. giống giống miền Nam. Người ta có cái gì người ta nói hết trước sau, người ta quan niệm là trước sau gì nó cũng biết, tôi cho biết trước, đỡ mất công. Vài lần mà nó sao nó không có mua được cái gì, nó bảo tòa nhà này toàn đồ ôi đồ hỏng, xong là vắng như chùa Bà Đanh, đến lúc mà có làm lại không làm được đấy. Mà đội đội nhà Thúy thì thầy thầy thấy toàn đội nhiều tiền, chắc là tiêu tiền chính phủ, nên ra là chưa chưa quan tâm lắm. Lại phát biểu quan liêu rồi, quan liêu quá. Đội đấy toàn đội nhiều tiền, thấy ngồi toàn nói chuyện tiền tỷ, quan tâm gì với cái lặt vặt. Nhưng hôm nay xuống đấy xem thì về mới thấy, thấy ngồi giảng cái này mới thấy chột dạ, cái đoạn mà không không đẩy nhanh tốc độ mà đưa hàng vào nhà cung cấp vào mà và chăm sóc khách hàng ấy. Thì mình thấy nhá, đứng đấy khoảng 30 phút thôi, nhưng mình thấy là thứ nhất là nhân viên bán hàng ở bên cửa hàng là khá là tốt. Đấy, cái bạn mà bạn bạn tóc tém tóc ngắn ấy, bạn ấy rất là tươi và bán hàng khá là khéo, mặc dù là cái quan sát của mình rất là ít thôi. Đấy, thế nhưng mà phía siêu thị ấy, nên lấy thông tin khách hàng và xin phép lấy họ và chăm sóc, rồi thỉnh thoảng tặng quà thêm để giữ chân họ cho nó nhiệt tình. Đấy, ví dụ như hàng của mình mà sắp hết đát chẳng hạn thì giảm giá sâu, mời người ta đến người ta quất, ví dụ thế. Đấy, rồi thì hàng hóa thêm vào liên tục, hôm nay nhà em có cái nước mắm này mới này, chị ăn thử này. Đấy, kiểu kiểu như thế. Hoặc là mình mua cái nước mắm mực đấy, xong mình đóng chai, đóng nhỏ thôi. Đóng cái chai 100 ml xong mình tặng. Cái nước mắm mực đấy ăn là ngon lắm đấy, rất là ngon, ăn cực kỳ khác. Tức là nước mắm được làm từ con mực chứ không phải nước mắm làm từ cá cơm. À, mọi người nghe thấy nước mắm mực không hiểu gì. Nước mắm làm từ thịt của con mực. Rồi, đây. Phân tích cho anh Thăng sơ sơ như thế để anh Thăng hình dung ra. Chỉ có một vài chỉ số thôi, để em để sang tuần, sang tuần sau đấy em sẽ gặp anh trao đổi thêm thì mới Vâng. nghĩ ra được kế hoạch. Đấy. Và xem đấy, phân tích cho anh xem là ví dụ như nếu mà chạy như thế thì nhân viên cần mấy người và như thế nào, lương thưởng cho họ ra sao, tiếp cận khách hàng ở những cái thị trường nào, ở những cái đối tượng siêu thị hay là thực phẩm sạch hay là các điểm bán hay là các người bán hàng online. Trên mạng cũng có rất nhiều người bán hàng online thì mình cung cấp cái nguồn hàng đấy cho họ. Ok. Đó. Thì có mấy bạn vừa đấy gửi cho mình email, thì lát lát nữa mình dạy xong thì mình sẽ gửi cho các bạn luôn, có Thảo với lại Hạnh gửi cho thầy đó. Rồi thì đấy là cái phần liên quan đến 2 buổi học trước, là mình giảng rất là kỹ về việc lập một cái bản kế hoạch nó sẽ gồm những cái gì, và mình cũng cho các bạn xem rất là nhiều các cái kế hoạch liên quan đến kinh doanh, liên quan đến marketing, và mọi người đều thấy là nó rất là chuyên nghiệp và nó rất là chi tiết. Thậm chí là có một số người bảo là bây giờ chi tiết quá như này em không làm được thì giờ làm nào. Đấy, thì mình sẽ cố gắng là làm theo cái đề cương, làm theo cái mục lục. Thế còn những cái mà mình không làm được thì mình đành bỏ qua thôi, mình phải chấp nhận nó, đành bỏ qua vì năng lực của mình hạn chế, cộng với lại cái mô hình của mình còn nhỏ đó. Nhưng vẫn phải lập kế hoạch nhé, tất cả mọi người đều phải lập kế hoạch để biết rằng là mình sẽ phải làm gì hàng ngày, mỗi mỗi ngày. Ví dụ như nếu mà cái siêu thị đấy mà có kế hoạch thì ngày mai cần phải làm gì là Thúy sẽ biết, ngày kia phải làm gì Thúy sẽ biết. Ví dụ như là lấp đầy sản phẩm bằng những danh mục sản phẩm nó như thế nào, rồi làm thế nào để tăng được sản lượng bán, khi mà có bao nhiêu đầu hàng trong sản phẩm mình cũng phải tính danh mục các đầu hàng, rồi phân chia
sản phẩm lại, sản phẩm nào là sản phẩm hàng ngày, sản phẩm nào hàng tuần, sản phẩm nào hàng tháng đó. Và mình phục vụ khách hàng thì mình phục vụ cái điểm khác biệt của mình là gì, thì mình cũng tính dần đi, không sau đến lúc ra là mình không làm được chuẩn đâu. Nhưng như thằng sói biển ấy, sói biển thì nó bán thực phẩm sạch này, hoặc là bắc tôm này nó bán thực phẩm sạch này, nó cũng tốt, doanh số nó cũng kiếm được. Mình cũng có một đứa nó làm đại lý ủy quyền của sói biển với của bắc tôm, nó kiếm tiền cũng tốt lắm. Tháng nó cũng kiếm được cả tiền chục đấy, tiền trăm, tiền lãi đấy. Nhưng mà cái điểm mở điểm bán lẻ thì nó có nhiều yếu tố lắm. Yếu tố đầu tiên là địa điểm, yếu tố thứ hai là danh mục sản phẩm trong cửa hàng, yếu tố thứ ba là chăm sóc, yếu tố thứ tư là chương trình khuyến mại. Nếu mà đã bán đồ ngon đồ tốt thì họ thường khách họ không quá quan tâm đến giá, nhưng họ lại rất quan tâm đến đến chất lượng sản phẩm, đến chất lượng sản phẩm, sau đó là chất lượng dịch vụ, đúng không anh Thăng? Đồ ăn là phải ngon, ngon rồi thì sẽ tái mua. Đúng rồi thầy. Em vẫn nhớ hồi xưa anh Thăng bảo có những cái cá mà đánh cả thuyền lên, xong nó rẻ quá mà không biết làm nào để bán. Bây giờ có kênh bán rồi thầy. Với ban công nghiệp. Với ban công nghiệp à? Vâng. Vâng. Tốt quá. Với ban công nghiệp mà bảo đảm bảo giá quanh năm nó thầy biết khiếp như nào. Quanh năm một giá. Rồi, tức là không bao giờ lên giá đúng không? Vâng. Tuyệt vời. Đấy, đấy là một lợi thế lớn của anh với vai trò nhà phân phối đấy. Là anh có lợi thế như thế là rất lớn. Vâng. Rất lớn luôn. Bữa hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị một chút về cái lập kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng, rồi thì làm lịch tuần. Thứ nhất là làm cho bản thân mình. Và thứ hai là nếu mình là sếp thì mình sẽ làm cho nhân viên. Đi làm là mình giao việc cho nhân viên. Có hiểu ý mình không ạ? Chẳng hạn như là tuần tới, ngày mai tuần tới là một tuần mới rồi. Thì thông thường là mình hỏi một chút này. Thông thường ví dụ như ngày mai mọi người đi làm thì mọi người có chuẩn bị lịch tuần làm việc không? Mọi người có các cái KPI cho tuần tới hay không? Mọi người có làm lịch tuần cho nhân viên của mình hay không? Có hay không và cách làm như nào? Mời Tuấn trước nào. À, em thì không ạ. Em thì chỉ quản lý khoảng độ 3-4 nhân viên thôi. Thì cứ đơn xúc em làm bấy nhiêu, hoặc là cả cái đơn chốt ở ngoài là có bao nhiêu là em triển khai làm bấy nhiêu, em ở xưởng em trực tiếp phân việc với mọi người. Trực tiếp phân việc không cần kế hoạch. Thế ví dụ dạ, ví dụ không... tuần tới em không muốn là ấy à? Dạ. Thế ví dụ như là tuần tới em không đặt cho mình một cái kế hoạch là doanh số là 100 hay 200 hay 300 à? Bình thường thì em vẫn hoạt trong cái tình trạng quá tải, thế nên là cứ làm được bao nhiêu thì làm vậy. Chưa có cái kế hoạch gì để mở rộng, với lại cũng đang thiếu nguồn lực nên là cũng không có nhu cầu mở rộng. Mình đợt này dịch là mình phải cân đối cái sản lượng mình bán, bởi vì bên vận chuyển người ta ship rất là lâu nên là thông thường hay mình ứ động vốn, thế nên là cũng không có nhu cầu mở rộng đợt này thầy ạ. Tốt nhỉ, người thì ăn không hết, kẻ thì chẳng lần ra. Đã hiểu. Cũng bán hàng ở trên Shopee nó cũng đơn giản lắm thầy ạ. Ví dụ mình mà bình thường mà em cứ hết việc em chỉ sale nó nhẹ nhẹ, mới lại cấp thêm một ít mã giảm giá là nó lại nhiều đơn. Thế nên là cũng chưa quan tâm đến cái đấy. Cái đấy em đang để dành cho kế hoạch sang năm cho nó nhà nước chính sách cho nó vận chuyển cho nó ổn định thì em mới triển khai. Dạ hết. Okay. Rồi. Mời anh Tài. Alo.
Anh Tài có ý kiến không? Dạ không ạ, em đang có cái điện thoại gì thầy ơi. Ừ. Em xin phép đi ạ. Sim thì sao? Hello. Chị chạy đâu mất rồi. Không ai có kế hoạch gì à? Không ai trao đổi gì à? Hạnh thì sao? Thường thì em sẽ lập kế hoạch cho các bạn, em sẽ yêu cầu các bạn lập kế hoạch, em sẽ có họp nhóm trước hàng tháng, họp để KPI, từ KPI thì sẽ ra kế hoạch tổng bằng Excel. Tổng bằng Excel thì các bạn làm trình lên, em sẽ sửa cho các bạn. Và sau đấy khi mà chốt được kế hoạch rồi, thì sẽ đẩy toàn bộ kế hoạch lên một cái phần mềm quản lý công việc là pace.vn. Thì giao công việc ở trên phần mềm quản lý công việc. Thì chỉ cần nhìn vào phần mềm này thì em sẽ nhìn được toàn bộ tiến độ của toàn bộ nhân viên ở trong phòng. Tại vì cái số lượng nhân viên của em quản lý thì cũng gần 20 bạn ấy. Thì em sẽ phải quản lý bằng phần mềm, bởi vì chứ còn các cái phương pháp khác thì sẽ hơi khó. Và đúng là các leader các bạn ấy sẽ là người phụ trách đẩy công việc và quản trị công việc, còn mình sẽ là người giám sát tổng. Và sau đấy khi mà triển khai thì các bạn ấy sẽ lại giao việc chéo cho nhau ở trên phần mềm. Sau đấy thì cứ hàng tuần sẽ có review lại các cái hoạt động và cần thì mình sẽ cập nhật thêm các công việc phát sinh. Còn gần kế hoạch tổng thì bọn em là sẽ chạy theo tháng, chứ không chạy theo tuần đúng không? Dạ vâng. Ừ. Dùng bay thì tốt quá rồi, dùng bay thì được rồi. Em gọi email cho chị một tin nhắn xác nhận là thuê phòng căn hộ bao nhiêu ấy, trong vòng 3 tháng đã thanh toán bao nhiêu tiền, thì mình không cần phải chỉ là email xác nhận hai bên thôi, không cần phải viết đăng biên bản các thứ. Thì em sẽ bảo chị còn ai nữa không? Còn ai có chia sẻ không? Phương pháp của Hạnh thì cũng rất là tốt rồi, rất là ok rồi, hiện đại nữa. Rồi, được rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. Có ai có muốn chia sẻ hay câu hỏi gì không? Hay là Hạnh Hạnh thì chia sẻ cái cách Hạnh làm như sao nào? Hạnh thì chia sẻ kỹ hơn cái cách Hạnh làm như sao nào? Ra cách của em thì trước đây khi mà mô hình phòng mà nhỏ ấy, ít nhân sự ấy, thì bọn em sẽ quản lý công việc ở trên Google Sheet. Bao giờ cũng sẽ có một sheet đầu tiên là các cái sheet liên quan đến các cái số liệu, con số, chỉ tiêu. Chỉ số ra bao nhiêu khách hàng, doanh thu ra bao nhiêu tiền, từ bao nhiêu tiền sẽ ra được bao nhiêu khách. Ra bao nhiêu khách thì sẽ ra cần bao nhiêu lead, từ bao nhiêu lead thì sẽ ra bao nhiêu, cần bao nhiêu tiền cho vào marketing. Và từ bao nhiêu tiền này thì phân bổ về các kênh, dùng kênh nào. Và sau đấy thì qua cái sheet tổng đấy thì em sẽ thường là bọn em, bởi vì bọn em là ngành dịch vụ, thì sẽ có một cái sheet nữa liên quan đến các cái chương trình khuyến mại cho từng các dịch vụ. Từ sheet chương trình khuyến mại này thì sẽ ra một cái sheet gọi là Media Plan. Thì cái Media Plan này thì bọn em sẽ chia theo các kênh, các cái công việc chính theo các kênh. Thường thì sẽ thường là đi từ các kênh offline trước, xong đến các kênh online. Và trong các cái media plan này thì sẽ có chi tiết luôn cái phần công việc chi tiết cho từng bạn. Và từ cái media plan này thì sẽ lại chia nhánh theo
theo theo ví dụ như là content thì leader content thì các bạn ấy sẽ có một cái kế hoạch content riêng, và leader digital thì các bạn ấy sẽ có một kế hoạch digital riêng, và cứ thế thì các nhóm khác thì sẽ follow theo kế hoạch. Chủ yếu thì các bạn ấy vẫn chủ đạo là follow theo kế hoạch medium plan tổng, và đội thiết kế meta thì sẽ đi theo cái plan của bên content thôi. Thì thực chất là em thì sẽ là người xây từ các cái sheet tổng quan, từ số liệu định hướng và các kênh. Còn sau đấy thì là các cái leader phía dưới là các bạn ấy sẽ xây tiếp các cái plan chi tiết cho từng cái, cho các cái kênh các bạn phụ trách. Còn lại là các bạn thực thi. Thì trong các cái nhóm thực thi thì các bạn ấy sẽ giao việc chéo cho nhau, có các cái yêu cầu cụ thể. Và kết quả được làm thì cũng sẽ được review bởi các cái leader của các nhóm. Thì trước đây thì bọn em làm theo cái phương pháp đó. Tuy nhiên khi mà các cái số lượng dịch vụ nó nhiều lên và số lượng nhân sự nhiều lên, thì thay vì cái công cái triển khai nhìn Google Sheet, thì cái bước media plan ấy, khi mà chốt được media plan cái thì bọn em sẽ đẩy toàn bộ lên, để cho thứ nhất là cái base đấy thì nó sẽ nhìn được, nó có nhiều cái chế độ view. Một là mình sẽ nhìn theo chế độ lịch biểu theo từng ngày có bao nhiêu công việc phải hoàn thiện. Cái thứ hai là mình sẽ nhìn theo các nhóm công việc, mình sẽ biết là các nhóm công việc nào đang bị pending, đang bị chậm, thì mình sẽ thúc cho các bạn. Và tất cả các đầu việc này thì em thì sẽ đều join vào từng công việc một để xem là các bạn ấy đang làm gì. Và các công việc đó thì nó cũng giống như là nó tích hợp tất cả các cái công cụ làm việc ấy. Thì tất cả các cái sự review thì mọi người sẽ comment ở trong từng cái đầu mục công việc thôi. Cách tiếp tục có cái nữa là làm cái phần mềm này thì nó sẽ nhảy vào các cái công việc mà các bạn được giao, nó sẽ nhảy vào tài khoản của từng bạn, và các bạn ấy sẽ có một cái lịch biểu giống như là Google Calendar ấy. Thì các bạn ấy mở một ngày đó, các bạn ấy mở ra nó đã có list tất cả các công việc các bạn phải làm rồi. Thì gần như là em không phải làm đến cái chia việc theo tuần nữa. Nên là cái việc này nó cũng khá là nhàn, và em chỉ cần nhìn là em biết là một bạn đang có bao nhiêu đầu việc. Ví dụ như là các nhân viên thiết kế của bên em thì sẽ là nặng nhất. Một tháng thì sẽ có khoảng từ 60 đến 90 đầu việc. Xong rồi đến thường là sẽ đến là nhân viên content. Thì mình sẽ biết được là tiến độ của từng nhân viên để mình điều chỉnh, bạn nào đang quá nhiều việc, bạn nào ít việc. Hoặc là mình nhìn vào cái lịch biểu thì mình sẽ biết được là cần chuyển lịch của cái công việc gấp nào, công việc nào không quá quan trọng thì mình sẽ đẩy deadline cho các bạn xa hơn, và công việc nào gấp thì mình sẽ follow cùng với các bạn. Thì cái đấy là cái cách lập kế hoạch mà em nghĩ là cái đấy là mọi người cũng có thể tham khảo ạ. Cái phần mềm này một tháng thì nó chỉ khoảng 1 triệu. Một tháng, một năm được khoảng 12 triệu và được 30 account. Còn không thì ngày xưa em cũng có một cái cách dùng, đó là sẽ úp cho các bạn ấy đẩy hết công việc lên Google Calendar. Tuy nhiên cái cách này thì nó hơi bị mất công và thủ công một chút. Nếu mà muốn invite các cái leader vào xem thì lại phải làm thủ công. Tuy nhiên thì em cũng yêu cầu tất cả nhân viên làm cái gì cũng phải, cái khi mà chưa dùng phần mềm ấy thì sẽ cũng phải lập một cái thói quen là dùng một cái phần mềm tương tự. Ví dụ như dùng Google Calendar để tạo lập kế hoạch công việc cho bản thân mình.